Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Gặp Bạn Mình. Và chúc mọi người xem vui vẻ nha. Ok, thì hôm nay á, tiếp theo sự kiện như video trước thì mình đã nói cho mọi người biết là cách kiếm xu này nhanh như là các kiểu kiểu đúng không? Đó, mọi người xem video đó đúng không? Giờ hôm nay mình sẽ làm video đó là thu thập chữ cái năm mới. Thì cái này mình cũng chưa nghiên cứu kỹ lắm, để xem hôm nay mình vừa gọi là nghiên cứu, mình vừa đi tìm chữ cái xem như thế nào. Rồi mình sẽ gọi là rút ra một cái kết như nào đó. Ok, thì mọi người cùng xem nha. Mọi người xem hãy mọi người xem thì hãy cho mình xin một like và nói kênh mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, giờ đi thôi anh em ơi. Let's go. Ok, thì mình đã ra và đã ra để chuẩn bị tìm chữ rồi thì mình mở hộp thư cái nào mọi người ơi. Hộp thư xem được có quà gì. Ồ, hôm nay hơi nhiều quà nha. Ok, vợt nha. Đây, hộp bí ẩn, hộp tò mò. Kim cương ấy. Và tiết. Ok, đang cần xua tiết lắm. Đấy, rồi tại vì bộ đồ ở trong cửa hàng sự kiện mùa đông này quá đẹp luôn mọi người, bộ đồ nam quá đẹp luôn. Đây gì đây? Ôi trời. Dây dây lính cứu hỏa hả? Ồ. Được phết. Gì đây? Hộp hộp Hải Long Vương. Ấy da. Ok, thì chắc sắp tới mình sẽ gọi là mở thêm 10 hộp lính cứu hỏa và 10 hộp Hải Long Vương mọi người nhé. Mọi người cùng đón xem bây giờ của mình nhé. Ok. Bây giờ thì chúng ta đi gọi là kiếm chữ thôi anh em. Let's go. Đâu rồi, chữ hết rồi anh em. Chữ rồi nhờ. Phải đi mò mọi người ơi. Mò hết các map luôn mọi người ơi. Dù là video này chắc khá là già rồi mọi người ơi. Vì chữ nhiều lắm, chữ khắp mọi nơi. Đây, chữ gì đây? Chữ gì đây? Lẫm. Đây, ủa. Hai con cá này nằm đây tưởng sang cái chữ gì chứ. Ok, mới vô được một chữ rồi đó. Đây à, tự lắc cho mình luôn mọi người, chữ chữ tự lắc cho mình luôn. Việc của mình chỉ kiếm gọi là chỉ việc đi kiếm hết tất cả các chữ nó tự lắc cho mình chứ mình không phải sắp xếp đó, nhưng mà cũng khá là cũng cũng khá là được, khá là nhanh. Đó, nhanh nhanh trong việc này thôi chứ còn tiền thì không có nhanh đâu. phải đi tìm mọi người à. Ok, khu hồ bơi. Ok, khu hồ bơi lên kiếm thử coi. Đây, khu hồ bơi lên lên đâu đâu. À, một chữ ở đây. Ok, chữ E. Còn gì nữa không? Còn chữ nào nữa không? Chữ E rồi. Ok, mới tìm được hai chữ mà khác nước rồi mọi người. Ủa, mới tìm được hai chữ mà khác nước rồi. Trời ơi. Làm ngầm nước cái đã. Vô. Ui là trời, mình quên cầm mũ mọi người ơi. Quên cầm mũ để uống nước rồi. Ok, bên này. Ở đây có một chữ nữa mọi người. Ôi trời, trên này luôn nè mọi người, chữ O. Ở trên này luôn mọi người. Ok, ở trên này luôn mọi người, phải lên trên này luôn á mọi người à. Rồi, tiếp. Ở đây, một chữ nữa. Chữ T. Ok, chữ T màu trắng ở đây hơi khó thấy một tí rồi mọi người ơi. Ok, tiếp tục. À, chữ S, đây chữ S. Ok, lên xe. Taxi chở mọi người ơi. À, mọi người hãy nhờ taxi nha mọi người nhé. Ừ, nếu ai mà kiểu như là không biết khó khó tìm quá thì các bạn có thể nhờ taxi như mình. Đấy, mình đã nhờ bạn taxi để chở mình đi. Taxi chở mình đi đi lấy chữ mọi người ạ. Ôi khỏe thế nhờ. À đây có một chữ nữa mọi người ơi, đây nữa, đây nữa. Chữ A. Đấy, ô đi được chữ A mà sao lại nằm đây? Lắm. Ok, lên xe. Bây giờ mình có mấy chữ rồi. Ui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chữ rồi mọi người, 7 chữ rồi nha, 7 chữ rồi. 7 chữ rồi. À, chữ E nằm đây nữa, à rồi, chữ E. À, 8 chữ. Chữ E rồi. Tiếp. Taxi. Chúng ta sẽ đi vòng quanh đây tìm. À, taxi cũng chạy trong này luôn rồi, taxi nhiệt tình quá. Taxi vô trong khu trung tâm mua sắm rồi, taxi còn đáng chạy taxi nữa. Ôi giời, lên còn thang máy luôn à. Taxi này có vẻ đa năng. Lên xe em ơi. Lên xe em ơi, em đi thôi. Đâu, chữ nào đâu? Ở đây mình có chữ gì không nhờ? À, đây đây. Lắm. Ok, chữ cờ. Chữ cờ, lên. Đi.
À, taxi kêu là kẹt xe quá, kẹt thang máy quá, đi bộ xuống. Tiếp tiếp là chạy ra lại bên đó nha. Ui là trời. Taxi. Ok, giờ tới taxi đen mọi người ơi. Taxi vàng hình như đi đổ xăng rồi sao mọi người. Bây giờ mình sẽ chuyển qua đi taxi màu đen. Ok, để cho bạn taxi vàng đi đổ xăng đi. Bây giờ taxi đen chở đi. Ok. Taxi đen là chạy hơi bị giật nha. Cái lái này mới họ mới mới lấy bằng hay sao vậy? Đã đoán được gọi là cái khinh khí cầu rồi mọi người à. Đấy, ôi trời ơi, chạy taxi đây luôn à. Và taxi chạy đa năng quá, mới đổ xăng à. Thì ok mọi người nhé, mình cứ tưởng là trời sáng nó sẽ tới nhưng mà khinh khí cầu là tới nhanh hơn dự định mọi người à. Đó, trời chưa sáng khinh khí cầu là tới rồi, khinh khí cầu là tới rồi. Ok. Bay lên nào, bay lên đi. Ê, bay lên. Bay lên đi, xuống nóc nhà màu xanh biển là có. Ok, cảm ơn em. Bay lên, đấy, xuống nóc nhà màu xanh biển. Nóc nhà màu xanh biển đâu? Chắc là cái nóc nhà mà hồi trước lấy cái gọi là hộp mà hộp hộp à, hộp quà bí ẩn á, mà ra màu da á mọi người. Chắc là vậy quá. Ừ, chắc là vậy rồi mọi người ơi. Khá đông nha, mọi người đi 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 khá đông nha. Không biết có bị quá tải không? À, chắc là không đâu mọi người ơi. Ta không bị quá tải đâu. Ok đây, nó nhưng mà xanh đây đúng không? Để xem có chữ gì đó, quan sát kỹ nha mọi người nhé. Quan sát kỹ. Đâu đâu. Đâu rồi. À đây, mình thấy một chữ này mọi người, đây. Ló rồi. À, nấp sau cái này luôn mới căng chứ. Anh em gọi là giấu hơi kỹ nha. Ok, nhảy. Nhảy thôi anh em. Ok, đây rồi, chữ Y. Y dài. Xong. Rồi, chữ Y dài. Còn chỗ nào nữa mọi người ơi? Taxi. Ok, thì tiếp theo taxi chở đến đó là khu nhà hát mọi người, khu nhà hát. Ok, để xuống bên chat thử. Đây, ôi trời ơi, giấu ở trong này luôn à. Peter. Ok, cái chỗ này khá khó tìm mọi người nhé. Đó, mọi người xem video kỹ thì mọi người biết chứ còn đi tìm chắc hơi bị mờ, hơi bị mù luôn á. Ở trong này có hả? À như vậy là trong này có. Chắc là trong này có. Đây đây. Dấu hút cây. Rồi. Lên. Chạy lẹ lên nào. Còn không? Hết rồi hả? Còn không? Như là hết rồi. Ok, giờ hút cam pin với mọi người nhé. Giờ hút cam pin. Ok, bây giờ là khu nào đó, khu nào đâu. Ok, mình đã tìm thấy một chữ nữa. Chữ T mọi người, chữ T. Màu trắng luôn. Ok, còn chỗ nào nữa không? Ôi trời, các bạn. Xe đây kẹt rồi, kẹt xe chỗ này rồi. Ra ngoài đâu rồi. U là trời, chạy xe kẹt nó hết rồi. Lên, tới 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 tài tới tới lúc tài tới lúc tài lùi. Taxi này bươn mọi địa hình mọi người ạ. À. Taxi này bươn mọi địa hình. Đâu. À đây, chữ H ở trong này, chữ H, chữ H. Ok, xong. À ok, mình phải bắt bắt cua rồi, bắt cua rồi. Ok. Bắt cua lên chỗ này đấy, mình sẽ làm thêm một chữ Y nữa, Y dài nè mọi người, Y dài đó, ngay chỗ này mọi người nhé. Tiếp. Ok, để mình kiểm tra lại được bao nhiêu chữ rồi nhé. Ok, nói chung là còn thiếu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 chữ nữa mọi người, 15 địa điểm nữa. Ok, địa điểm tiếp theo đó là trên giường bệnh nhân luôn à, chữ E mọi người à. Chị E. Tiếp. Quanh đây coi thử có không ta. Đây, chữ P. P phở. Ok. P phở rồi. Nhìn xung quanh còn gì nữa không? Ok, một điểm tiếp theo đó là trong này mọi người này. Đó. Khu nhà nhá, vô trong này. Ấy, 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 à giấu ở sau này luôn à. U là trời NPC. Đây. Chữ y ngắn mọi người ơi, màu tím, chữ y ngắn. Chữ y ngắn. Đây rồi. Ok, đi tiếp theo.
trong này mọi người à, trong này à, đấy mọi người nhìn kỹ đi, trời ơi, giống cái đây luôn, chữ N. Ok, đó, mọi người thấy không, N giấu một dấu trong này luôn, hơi kỹ nha, hơi kỹ nha, để ra cho mọi người xem à. Đó, ngay cái chỗ này nè, tòa nhà này nè, chicken nè, với lại là phim nè, đúng không? Ok, đi. Ê, để tiếp theo tìm tóc. Tìm tóc. Mình sẽ nhìn xung quanh cái cả. Đây. Giống ngay đây luôn. Chữ S, chữ S, chữ S. Đấy. Ok. Để tiếp theo. Trong này hả? Đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm. Đợi cảnh sát, đợi cảnh sát. Ở đây có gì không? Có. Ở đâu nhờ? Giấu ở đâu, giấu ở đâu? Đây, chỗ đông chắc là chỗ này rồi. Chữ y dài, sợ cảnh sát, trong sợ sắc. Chữ y dài, chữ y dài, chữ y dài. Đấy, cái phòng này mọi người này. Cái phòng mà treo gì, cúp huy chương các kiểu này. Đó, bằng khen này. U là trời. Đấy. Ok. Phòng gọi là phòng đó là phòng cảnh sát trưởng nhá. Chữ y dài vừa rồi lấy là phòng cảnh sát trưởng nha. Đó, phòng cảnh sát trưởng ở trong này. Ủa, các bạn đông không? Đó, mọi người cứ đi thấy chỗ nào đông đông là mọi người chạy tới kiểu gì cũng có à. Đó, tại vì mọi người tới đông á, lấy đông á cho nên là mọi người thấy chỗ nào đông đông mọi người cứ đi tới là chắc chắn chỗ đó sẽ có. Đó, ok, đó là kinh nghiệm của mình. Đó, ok. Đi tiếp theo mình sẽ vào khu vani. Đây. Đây, khu vani. Mọi người xung quanh chỗ nào đông 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 á. Đó, mọi người chạy theo. Thì được. Đó, kinh nghiệm của mình. Chỗ đông đúng không? Chỗ đông đúng không? Đấy, chạy lên theo. Thấy các bạn chạy lên đây đông nè. Chạy theo lên. Không. Đây, thấy chưa biết ngay mà đây đây. Đấm. Chữ gì đây? Chữ H. Chữ H mọi người ơi. Chữ H, ok. Rồi. Ok, là Cine, mọi người sẽ vào trong chỗ này mọi người này. Mình thấy mọi người mình thấy các bạn vào đông. Cine 2. Ok, Cine 2 nhá. Mình thấy các bạn vào đông. Mình sẽ đi vào đây có thử. Có không? À, trên này à. Ế, ế, à, thì ra đây à. Đây. Chữ B. Đó. B nha mọi người nhá. Ok, để tiếp theo đó là siêu thị mọi người à. Đấy, siêu thị. Đấy, mọi người thấy không? Siêu thị ở dưới ngay dưới chân mình đây, chỗ này đây. Đó, ngay trong này luôn. Ê, chữ M mọi người nhá, chữ M. Ok, để kiếm chữ M cho siêu thị. Đó. Cứ thấy đông người là mọi người đi theo, mọi người cứ thấy đông người là mọi người đi theo. Những ai không biết, đó. Cứ thấy đông người là đi theo thôi. Vậy thôi. lời. Đó. Ok, ok. Để tiếp theo đó là siêu vận động mọi người nha. Đây, siêu vận động đây. Chữ E đây, nằm ngay đây mọi người à, to chà bá đây. Đây chữ E. Đấy. Đấm. Ây da. Rồi, chữ E. Đi tiếp theo. Chà bá nái luôn. Chà bá nái luôn á, vãi chà bá nái luôn. Sử dụng ngôn ngữ hơi bị lạ thường nha, chà bá nái luôn. Ok. Một cái chữ tiếp theo đó là ở trong ở khu Plaza, chỗ bán ô tô mọi người nha. Đây, ở trong đây. Trời đó. Có người che lại nữa chứ, chữ R mọi người à, chữ R. Bạn nói che lại nữa chứ. Bạn Ngọc Ly nói che lại nữa chứ, ui là trời. Là như tôi không thấy, không biết là che. Rồi, ok, xem chữ R. Ok, ok, một chữ W giấu ngay thiền ở đây à. Cái chỗ mà mình hay câu cá nhất, hổ xanh, đây. Chữ W. Đấy. Xong. Ok. Chữ P ngay ngoài đây, shop bed. Bed shop, nghe chữ P ngay đây luôn, ui là trời. Đây. Đã tìm thấy chữ P. Ok. Bây giờ mình sẽ tìm thêm chữ là chữ T, chữ E hả ta? Chữ Z2com. Z2com, chữ T, chữ E mọi người à. Chắc là vậy rồi. Rồi đi kiếm tiếp. Ok, có một chữ chữ E đống lửa. Ô là trời, chữ E đống lửa. Ồ. Chữ E đống lửa đó mọi người. Ok. Thêm một chữ nữa. Cái chữ tờ nè mọi người ơi, chữ công là chữ tờ đúng không? Ok. Ô là trời.
cái chữ chữ tờ nằm ngay đây, hồi nãy đi ngang qua không biết mọi người à. Chữ cuối cùng, chữ tờ nằm ngay đây luôn, nằm ngay mặt đường luôn mọi người. Ok, như vậy là mình lượm được chữ cuối cùng, đó là chữ tờ. Ok, xong. Đứng vô lề, đứng vô lề, đứng vô lề phát. Đấy rồi. Thực kiện. Xong, hoàn thành, hoàn tất. Tất cả các chữ, nhận thôi anh em. Ok, món đầu tiên đó là mũ len chuông nâu Bắc Âu. Ồ. Món thứ hai, áo nỉ chim cánh cụt. Ế, áo nỉ chim cánh cụt. Được. Ok, món thứ ba đó là xe trực tiếp gỗ. Ây à. Ok, xe trực tiếp gỗ. Ok, như vậy là mình xong, nhận xong tất cả các chữ. Bây giờ mình sẽ gọi là lấy thử cái đồ thử cái như thế nào đây. À, nhìn cô te dễ thương thế nha, cô te dễ thương mọi người à. À, nhưng mà mình đã mặc đồ gọi là đua đó, để mình trượt ván. Đấy. Đây, xe đây. Ấy. Chạy thử. Ok, chạy thử này. Đấy. Từ để xem tốc độ bao nhiêu nha. Tốc độ này 3.5 mà. À, bằng với tốc độ của cái ván này mọi người à. Ok, chạy thử nè. Ấy. Vừa chạy vừa nhảy múa được không ta? Không được. Được mọi người ơi. Chạy thôi, tập trung chạy thôi mọi người à. Đấy. Đây. Đấy. Ok, sau gọi là một lúc đi tìm tất cả các chữ còn khá là mệt rồi mọi người ơi. Chắc là video thì tới đây thôi mọi người à. Ok, thì mọi người xem đây thì ai chưa like cho nó kênh hãy giúp mình một like và đăng ký kênh cho mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo mọi người nhé. Bye mọi người. Chúc mọi người tìm chữ thành công, hoàn thành hết tất cả các chữ để nhận ván trượt tuyết. Ok, mọi người thì may mắn nha. Bye mọi người. Bye. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.